Để hiểu được sự tiến hóa trong tương lai của chúng ta cần nhìn vào quá khứ của mình. Giống như tất cả các sinh vật khác sống trên trái đất, loài người chúng ta vẫn đang tiếp tục tiến hóa. Hãy liên hệ tới câu chuyện về những chiếc răng khôn, chúng có từ tổ tiên xưa kia, bởi họ ăn những loại thức ăn cứng. Tuy nhiên, tới thời đại của chúng ta, răng khôn đã không còn cần thiết nữa. Vậy câu hỏi là, con người chúng ta sẽ trông như thế nào qua hàng triệu năm tiến hóa, nếu các điều kiện trên trái đất không ngừng thay đổi như hiện tại? Liệu hậu duệ của chúng ta có phải là những cyborg nửa người nửa máy, với chân tay có thể mọc lại như thằn lằn, và một bộ não lớn như những tấm poster về người ngoài hành tinh? Liệu con người có thể biến thành một loài lai giữa sinh vật và những gì thuộc về nhân tạo? Hoặc chúng ta có thể trở nên nhỏ hơn, hoặc cao hơn, mỏng manh hơn, hoặc béo hơn, hoặc thậm chí với các tính năng khuôn mặt và màu da khác nhau? Tất nhiên là chúng ta không biết, nhưng để tìm lời đáp cho các câu hỏi, thì hãy quay trở lại thời kỳ hàng triệu năm về trước để xem con người khi đó trông ra sao. 1 triệu năm trước, chúng ta, loài Homo sapiens lúc đó còn chưa tồn tại. Đó là khoảng thời gian mà một vài loài người khác đã thống trị trái đất, bao gồm Homo heidelbergensis, một loài người có những điểm tương đồng với cả Homo erectus và người hiện đại, nhưng giải phẫu nguyên thủy hơn so với người Neanderthal sau này. Nhưng những thay đổi đáng kể đối với con người chỉ xuất hiện trong một giai đoạn lịch sử gần đây hơn, khoảng 10.000 năm với sự xuất hiện của nông nghiệp. Nó đã đem đến cho chúng ta một nguồn thực phẩm dồi dào hơn, giúp con người vượt qua nạn đói, gia tăng dân số và phát triển chiều cao cũng như cân nặng. Có điều, thực phẩm dư thừa cũng dẫn đến những vấn đề sức khỏe mà chúng ta phải giải quyết, chẳng hạn như nạn thừa cân hay béo phì. Theo Thomas Mylan, một phó giáo sư tiến sĩ ngành tin sinh học tại Đại học Aarhus, Đan Mạch cho biết, lẽ ra khi đó, chúng ta có thể tiến hóa để trở nên nhỏ bé đi, một kích thước cơ thể nhỏ yêu cầu ít năng lượng hơn, hạn chế các loại bệnh tật và vấn đề sức khỏe, và do đó có thể tạo ra một hành tinh đông dân. Nhưng trong vòng 200 năm qua, chiều cao của nam giới ở các nước phát triển đã tăng khoảng 10cm do điều kiện sống và chất lượng lương thực được cải thiện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chiều cao của nam giới trong tương lai sẽ là khoảng 2m. Nông nghiệp và sự phát triển của y tế cũng góp phần vào sự gia tăng dân số. Và đây cũng là một điều kiện mới mà con người sẽ ngày càng phải thích nghi. Trở lại so sánh với thời kỳ săn bắn hái lượm, rõ ràng ngày nay chúng ta phải tương tác với nhiều người hơn, chúng ta cần nhớ tên, nhớ mặt của họ nhiều hơn. Trong tương lai sẽ có các công nghệ cải thiện não bộ giúp chúng ta làm điều đó một cách nhàn hạ. Phó giáo sư Thomas Mylan nói, chúng tôi biết những gen liên quan đến việc xây dựng bộ não tốt cho việc ghi nhớ tên của mọi người. Chúng ta có thể chỉ cần thay đổi nó. Nghe như thể khoa học viễn tưởng, nhưng chúng ta có thể làm điều đó ngay bây giờ. Chúng ta nay đã có thể cấy ghép, nhưng lại chưa biết kết nối thế nào để có thể sử dụng một cách hữu ích. Chúng ta đang tiến đến việc này, nhưng mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm. Và đến đây, con người sẽ như thế nào trong 1 triệu năm tới? Không còn là một câu hỏi sinh học nữa, nó là một câu hỏi của công nghệ. Con người sẽ giảm những hoạt động thể chất do đã có các phương tiện máy móc và robot. Sức mạnh thể chất sẽ không còn cần đến, do đó cơ bắp sẽ ít đi, công nghệ tiên tiến dần dần sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cơ thể chúng ta, các chip và thiết bị khác sẽ được cấy vào bên trong vì lý do sức khỏe. Hiện tại, con người đã có khả năng cấy ghép một số bộ phận nhân tạo cho cơ thể mình, chẳng hạn như máy tạo nhịp tim hoặc cấy ghép xương hông. Có lẽ trong tương lai, cấy ghép bộ phận nhân tạo không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh, mà còn cho phép thế hệ con cháu của chúng ta nâng cấp cơ thể mình. Hãy tưởng tượng tới những con mắt sinh học chứa những camera siêu nhạy, không chỉ cho phép chúng ta nhìn thấy những tần số ánh sáng vô hình dưới con mắt người thường, mà còn giúp lưu trữ những khoảnh khắc mà bạn nhìn thấy một cách tuyệt đối vào bộ nhớ ngoài, không chỉ là não bộ. Và nếu như người cyborg chưa đủ hấp dẫn đối với bạn, thì Thomas cho biết, trong tương lai, con người hoàn toàn có thể thay đổi cả bộ gen của mình. Chúng ta đều đã nghe nói về những đứa trẻ được sinh ra theo hình thức đặc biệt, được chỉ định trước là sẽ mang những nét đặc tính nhất định nào đó. Các nhà khoa học đã nắm được công nghệ giúp thay đổi gen ở phôi thai, mặc dù đây là điều gây tranh cãi và không ai chắc chắn điều gì sẽ xảy ra sau này. Nhưng phó giáo sư Thomas Mylan cho rằng, trong tương lai, việc làm thay đổi một số loại gen sẽ không còn bị coi là vô đạo đức nữa. Con người sẽ tiến đến một trình độ mà ở đó, họ có thể chỉnh sửa gen người một cách chính xác và an toàn tuyệt đối. Và điều đó có thể dẫn đến việc
chúng ta sẽ lựa chọn cho con cái mình có hay không có những đặc tính nhất định và bố mẹ sẽ quyết định việc con mình trông sẽ ra sao. Loài người sẽ tiến đến một kỷ nguyên chọn lọc nhân tạo, chứ không còn là chọn lọc tự nhiên nữa, Thomas nói. Tất nhiên, đó vẫn là một sự chọn lựa. Các công nghệ chọn lọc nhân tạo hiện đã xuất hiện, chẳng hạn như những gì chúng ta đang làm với các giống chó, rồi chúng ta cũng sẽ làm như thế với con người. 1 triệu năm nữa con người sẽ ngày càng có nước da tối màu do dân số gốc Phi đang tăng lên. Cho đến nay, tất cả những gì mà Thomas nêu ra vẫn chỉ là giả thuyết. Nhưng liệu chúng ta có thể có được một manh mối xác thực hơn về dáng vẻ con người 1 triệu năm nữa thông qua suy luận từ xu hướng nhân khẩu học hay không? Theo tiến sĩ Jason A. Hoyson, giảng viên môn sinh học con người tại Đại học Cambridge cho biết, dự đoán trước 1 triệu năm là một suy đoán thuần túy. Nhưng dự đoán trước một khoảng thời gian ngắn hơn chắc chắn là có thể nếu chúng ta sử dụng những kiến thức chúng ta biết về sự biến đổi gen đang xảy ra hiện nay kết hợp với các mô hình thay đổi nhân khẩu học trong tương lai. Ngày nay, các nhà khoa học đã thu thập được nhiều bộ gen hoàn chỉnh của những người sống ở khắp nơi trên khắp thế giới. Các nhà di truyền học đang ngày càng hiểu rõ hơn về cách thức nó được cấu trúc trong các nhóm dân số khác nhau. Chúng ta không thể dự đoán chính xác biến đổi di truyền sẽ thay đổi như thế nào, nhưng các nhà khoa học đang tìm kiếm xu hướng nhân khẩu học để đưa ra một số ý tưởng. Chẳng hạn, tiến sĩ Hoyson dự đoán khu vực thành thị và nông thôn sẽ ngày càng trở nên phân hóa trên khía cạnh gen và nhân khẩu. Tất cả các cuộc di cư đều diễn ra một hướng, là từ các vùng nông thôn vào thành phố. Do đó, sự đa dạng di truyền ở các thành phố sẽ tăng lên và giảm xuống ở các vùng nông thôn. Tiến sĩ Hoyson khẳng định, những người sống ở thành thị và nông thôn trong tương lai có thể rất khác nhau. Bạn có thể thấy những khác biệt dọc theo tuyến đường di dân của họ. Ngoài ra, trên phạm vi toàn thế giới, có một số nhóm người sinh con với tỷ lệ cao hơn hoặc ngược lại so với các nhóm người khác. Ví dụ, các cộng đồng dân châu Phi đang mở rộng lên nhanh chóng, cho nên gen của các cộng đồng này tăng ở tốc độ cao hơn so với tỷ lệ trung bình toàn cầu. Các vùng có sắc dân mang màu da sáng có tỷ lệ sinh nở thấp được tái tạo với tốc độ thấp hơn. Do đó, tiến sĩ Hoyson dự đoán, với đà này, màu da của con người cuối cùng sẽ đậm hơn trên quy mô toàn thế giới. Gần như chắc chắn thế giới đang ngày càng có nhiều người da tối hơn da sáng. Tôi đoán rằng chỉ vài thế hệ nữa, một con người điển hình sẽ có màu da sẫm hơn bây giờ, ông nói. Và làn da sẫm màu cũng sẽ trở thành lớp bảo vệ tuyệt vời để tránh khỏi tia UV đang dần trở nên độc hại. Còn vấn đề không gian thì sao? Nếu con người thực sự thuộc địa hóa được sao hỏa hay xa hơn nữa, chúng ta sẽ tiến hóa như thế nào trong một môi trường có trọng lực thấp hơn hoặc cao hơn? Liệu các cơ quan nội tạng trong cơ thể chúng ta có bị thay đổi? Có lẽ thế hệ con cháu của chúng ta sẽ có tay và chân dài hơn, sống trong khí hậu lạnh lẽo như kỳ băng hà. Liệu chúng ta có trở nên mũm mĩm hơn với lớp lông tóc dày phủ kín người để giữ ấm, giống như những người họ hàng của mình, người Neanderthal? Chúng ta không biết, nhưng chắc chắn, gen của con người đang ngày càng biến đổi. Tiến sĩ Hoyson cho biết, trung bình mỗi người trên trái đất sẽ tích lũy 2 đột biến mới mỗi năm trên tổng số 3,5 tỷ cặp bazơ trong bộ gen của mình. Với tốc độ biến đổi này, chắc chắn, thế hệ con cháu của chúng ta trong 1 triệu năm nữa sẽ rất khác so với chúng ta của hiện tại,